Kính thưa tất cả quý khán thính giả, Góc nhìn Hoàng Duy Hùng. Sáng thứ Hai ngày 15 tháng 4 năm 2024, từ thành phố Hồ Chí Minh. Như chúng ta biết, Iran đã tấn công Israel gồm hơn 200 chiếc máy bay không người lái và những tên phi lửa, những tên đạn lửa đó bắn vào Israel. Nhưng mà Mỹ và đồng minh cùng với lực lượng phòng vệ Israel đã bắn hạ trên 91% tất cả các chiếc máy bay không người lái đó và các tên lửa. Nên chúng ta thấy tòa đại sứ của Mỹ ở tại Israel nói lệnh mà gọi là shelter in place rút lại. Người Mỹ ở nơi đây có thể đi lại được rồi, nhưng mà cũng cẩn thận vì có thể có những sự xảy ra bất cứ lúc nào, vì đây là giai đoạn còn là mở ngoặc đóng ngoặc chiến tranh, còn đang là chiến tranh. Tôi cũng xin có một vài điểm mà muốn nhấn mạnh. Điểm thứ nhất, trước khi mà tấn công vào Israel, Iran đã báo cho Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng của Mỹ biết rằng là họ muốn trả đũa Israel, vì Israel đã dùng F-35 do Mỹ chế tạo đó, rồi bắn tên lửa vào tòa đại sứ của Iran ở tại Damascus, thủ đô nước Syria, gây tử vong cho 7 vị tướng lãnh của lực lượng cách mạng Iran. Iran đã làm đúng thủ tục về vấn đề ngoại giao quốc tế cho Mỹ biết, chứ không phải là đánh, gọi là đánh úp, đánh lén nha. Nên cũng xin nói rõ về vấn đề đó. Điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, Mỹ và đồng minh, tức là Mỹ, Anh, Pháp là ba nước chính, đã bắn hạ hầu hết các chiếc máy bay không người lái và những tên lửa bắn vào trong Israel. Nếu không có Mỹ và đồng minh có những kỹ thuật tân tiến áp đảo như thế thì chắc là Israel đã phải hứng rất là nhiều sự tan nát rồi. Lực lượng phòng vệ Israel chỉ ngăn chặn lại một số chót bay vào trong Israel. Và phải nói là hầu hết các chiếc máy bay không người lái và tên lửa của Israel đã bị bắn hạ trước khi mà tiến vào lãnh thổ của Israel. Đây là một kỹ thuật cao của thời đại. Nếu mà nước nào có kỹ thuật cao thì nước đó áp đảo trên phương diện khi mà có chiến tranh. Đó là điểm thứ hai tôi muốn trình bày. Nơi đây tôi cũng xin mở ngoặc đóng ngoặc. Tờ báo South China Morning Post ở Hồng Kông cũng cho biết một kỹ thuật mới của Trung Quốc có thể làm áp đảo ở Biển Đông, đó là họ chế tạo ra cannon nước. Cannon nước thì chưa đủ để gọi là định nghĩa là một vũ khí trong chiến tranh, nên không thể nào Mỹ và Philippines có thể kích hoạt được thỏa thuận của họ năm 1951 để Mỹ có thể yểm trợ cho Philippines mở ngoặc đóng ngoặc có chiến sự. Vậy là một kỹ thuật cao mới của Trung Quốc, đó là water cannon, cannon nước. Cannon nước sẽ làm áp đảo trên mở ngoặc đóng ngoặc là những sự gây hấn ở tại biển Tây của Philippines, tức là biển Đông của chúng ta. Chuyện này tôi sẽ có những chương trình sau, nhưng bây giờ thì trở lại về vấn đề của Israel và Iran. Như tôi nói, điểm thứ hai đó là áp đảo trên chiến trường là vũ khí, sức mạnh của vũ khí. Sức mạnh của vũ khí ở chỗ này thì quả thật Mao Trạch Đông nói rất rõ lý lẽ từ họng súng. Mỹ và Israel và đồng minh lý lẽ từ họng súng. Dầu rằng Israel đã tấn công vào Iran trước khi mà họ dùng F-35 của Mỹ bắn đạn lửa vào trong tòa đại sứ của Iran ở tại Damascus, mà tòa đại sứ là lãnh thổ của Iran, nên là đây là hành động tấn công trước. Iran chỉ trả đũa thôi, nhưng vì sức mạnh của vũ khí thời đại mới, Mỹ, Anh, Pháp quá mạnh đi. Những cường quốc như thế thì Iran chịu không thống. Iran phải bị ức chế. Và rồi những
Máy bay không người lái và tên lửa cuối cùng cũng đã bị hầu hết bị bắn hạ bởi lực lượng phòng vệ Israel trước khi mà rớt xuống dưới Israel. Thì theo các báo cáo, hầu như không có sự thiệt hại nào hết. Nếu có, rất là nhẹ, light damage, quá nhẹ luôn. Nên điểm thứ hai tôi trình bày như thế. Điểm thứ ba tôi xin trình bày. Khi mà Iran tấn công vào Israel thì ngay lập tức Tổng thống Joseph Biden yêu cầu phải có một phiên họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dự trù sẽ xảy ra trong tuần này để bàn về vấn đề Iran hung hăng tấn công vào Israel. Nhưng không nói một khía cạnh, đó là khía cạnh Israel đã tấn công Iran trước. Đã tấn công Iran trước bằng cách là cho F-35 bắn các phi đạn vào trong tòa đại sứ của Iran tại Damascus. Không thể nói điều đó. Để rồi các báo chí của Israel như là Israel Times nói rằng đây là cơ hội cho Israel thoát khỏi sự cô lập của quốc tế. Và Israel sẽ trình bày chính nghĩa của Israel trong việc bảo vệ Israel cũng như là giải cứu các con tin còn lại. Nhân cơ hội này thì truyền thông báo chí của Israel cho rằng chính Iran là hung thủ, là người đã đứng đằng sau xúi giục Hamas, nên Iran mới cử các vị tướng lãnh trong lực lượng cách mạng Iran tới tòa đại sứ của Iran ở Damascus để mà điều phối cuộc chiến này. Nên họ cho rằng cuộc chiến với Hamas tức là cuộc chiến với Iran. Họ nối kết lại với nhau như thế. Đó là điểm thứ ba tôi muốn trình bày. Điểm thứ tư đó tôi muốn trình bày, sau khi mà cho rằng Iran mới chính là người đứng đằng sau Hamas và là người tấn công vào Israel trước qua vụ mở ngoặc đóng ngoặc tấn công vào Israel ngày 7 tháng 10 gây tử vong cho hơn 1.100 người và bắt cóc hơn 200 mấy chục người, thì Israel bây giờ có quyền đáp trả Iran. Israel chuẩn bị một cuộc tấn công lại Iran. Đó là điểm thứ tư tôi muốn trình bày. Điểm thứ năm, khi mà nghe tin Israel chuẩn bị để tấn công đáp trả lại Iran, thì Tổng thống Joseph Biden ngay lập tức đã phải gọi điện thoại cho Thủ tướng Benjamin Netanyahu nói rằng Mỹ không có hỗ trợ điều này. Mỹ không có đồng ý. Mỹ không đồng ý là vì nhiều lý do. Lý do thứ nhất đó chính là khi mà tấn công lại Iran thì là mở ra một cuộc chiến trong khu vực, a regional war, mà trong giai đoạn này là không có nên. Một regional war rất nguy hiểm vì ở trong khu vực này là khu vực đa số là người Ả Rập, mà người Ả Rập thì không có hài lòng với Israel. Nếu mà đáp trả lại với Iran thì đây là một regional war không kiểm soát được, sẽ mở ra một sự lan tràn có thể đưa đến đệ tam thế chiến. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, khi mà đáp trả lại Iran thì đương nhiên là một sự khủng hoảng lớn. Dầu hỏa sẽ gia tăng rất là kinh khủng, vì dầu hỏa mà cả thế giới sử dụng bây giờ đó là hơn 70% từ bên phía khối Ả Rập. Nếu mà có một sự khủng hoảng, các con đường mà chuyên chở dầu hỏa bị trục trặc, nguyên từng đó thôi thì đã đủ khốn khổ cho cả thế giới rồi. Huống chi những nước trong khối Ả Rập họ không chịu mở giếng dầu, bơm dầu lên thì coi như là thế giới đi vào sự khủng hoảng kinh hoàng từ đây cho tới cuối năm 2024. Và thứ ba đó là nếu mà giá dầu mà tăng lên vùn vụt thì cuộc bầu cử năm 2024 của Mỹ giữa đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa thì coi như viễn ảnh đó là tiêu tùng cho đảng Dân Chủ, tiêu tùng cho cuộc tranh cử của Tổng thống Joseph Biden. Vì nếu mà Israel tấn công lại
Iran giá dầu chắc chắn sẽ phải tăng, xăng nhớt sẽ tăng, người Mỹ không có hài lòng. Và đặc biệt là những người Mỹ gốc Ả Rập sẽ không bỏ phiếu cho Tổng thống Joseph Biden. Nên ông nói là yêu cầu là không có được đáp trả, Mỹ không có ủng hộ, Mỹ phản đối chuyện này, phản đối ra mặt á. Đó là điểm thứ tư tôi muốn trình bày. Điểm thứ năm tôi muốn trình bày đó là Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Thì trước tiên là ông Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc là ông Antonio Guterres đã ghi nhận chuyện mà có sự xung đột Iran tấn công Israel và Israel chuẩn bị tấn công Iran. Vậy thì Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ họp khẩn trong tuần này để bàn những vấn đề mà Tổng thống Joseph đã nêu lên. Nhưng Iran cũng nhờ hai nước trong thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đó là Trung Quốc và Nga để có tiếng nói cân bằng với những gì mà đồng minh tức là Mỹ, Anh, Pháp, ba nước là thành viên của Ủy ban Thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dự trù sẽ là mở ngoặc đóng ngoặc nói xấu Iran và sẽ là chênh lệch, thì bên phía của Trung Quốc và Nga cũng sẽ có tiếng nói cân bằng, và nếu cần thì Nga hoặc là Trung Quốc sẽ phủ quyết những gì đó mà Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tính là thông qua có tính cách nghiêng và ủng hộ Israel. Đó là điểm thứ năm tôi trình bày đến quý khán giả là bản tin ngày hôm nay. Góc nhìn của tôi thì rõ ràng chính nghĩa thuộc về phe có sức mạnh đó. Chúng ta thấy chính Israel đã tấn công vào tòa đại sứ của Iran trước, và Iran vì cái vị thế ngoại giao cũng phải đáp trả thôi. Nhưng khi đáp trả thì sức mạnh quân sự của Mỹ, của Anh, của Pháp, rồi cộng luôn sau này là của lực lượng phòng vệ Israel đã bắn hạ hầu hết các chiếc máy bay không người lái và các tên lửa. Thì bây giờ đó Israel lên tinh thần lắm, họ cho rằng họ có sức mạnh, họ có thể tấn công ngược lại Iran. Vậy thì họ lên tiếng rất là dữ dội, họ cho rằng họ là nạn nhân chứ không phải là người đã hung hăng tấn công vào tòa đại sứ của Iran trước. Rồi họ nói những cái giọng mà phải nói rằng là đánh tráo khái niệm, cho rằng chính Iran là thủ phạm đứng đằng sau Hamas, đã điều khiển Hamas để tấn công vào Israel, nên bây giờ Israel có quyền là tấn công cả Iran luôn. Israel mở ngoặc đóng ngoặc như tờ Israel Times nói, đây là cơ hội ngàn vàng cho Israel thoát khỏi sự cô lập của quốc tế trong những tháng trước, để rồi Israel có quyền gọi là quyền tự vệ khi mà hành quân vào trong Gaza, và quyền để giải cứu các con tin. Thì mở ngoặc đóng ngoặc đã oanh tạc, đã sát hại hơn 33.000 dân Palestine, trong đó người ta nghĩ rằng tối đa là có khoảng chừng 4.000 chiến binh Hamas mà thôi. Như vậy là hơn 29.000 dân thường Palestine bị tử vong vì cái gọi là giải cứu con tin và tự vệ của Israel, mà tòa công lý quốc tế đã ra lệnh rồi, Israel chớ có mà tiến hành mục tiêu gọi là diệt chủng với một dân tộc như thế. Israel tảng lờ luôn cả phán quyết của tòa công lý quốc tế, tảng lờ luôn quyết nghị của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc 14-0. Israel phải ngưng, không được tiến hành vào Rafah. Nhưng mà Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã tuyên bố là sẽ có một ngày tấn công Rafah. Vì nơi đây, theo lời của Thủ tướng Benjamin Netanyahu, có khoảng chừng 2 tiểu đoàn, 2 battalions của Hamas nơi đây, ông phải tiêu diệt tới cùng thôi. Một chiến binh cuối cùng của Hamas cũng sẽ bị tiêu diệt. Cảnh báo những người dân Palestine ở tại Rafah phải đi nơi khác ngay. Điều này đã làm cho cả thế giới phật lòng. Nhưng mà khi mà Iran cho các chiếc máy bay không người lái và phi đạn tấn công vào Israel, thì bây giờ đó Israel đang thuyết phục Mỹ, đang thuyết phục đồng minh là đó đấy chưa, chúng tôi phải tự vệ.
Chúng tôi mà không làm đến nơi đến chốn thì nay mai đó cỏ sẽ mọc lại, vì nhổ cỏ thì phải nhổ tận gốc. Nếu không làm đúng thì nay mai Hamas với sự yểm trợ đặc biệt của Iran, chúng tôi chịu không thấu. Thì bây giờ chúng ta thấy Mỹ đã lung lay rồi. Tôi không biết Anh và Pháp nghĩ như thế nào, nhưng mà quyết định của Mỹ khi mà Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào thứ Năm vừa qua, ngày 10 tháng 4 năm 2024, đưa ra đơn nộp của Palestine xin gia nhập trở thành một quốc gia đầy đủ như là đề nghị trước đây của Tổng thống Joseph Biden, thì Mỹ đã phủ quyết. Mỹ nói rằng theo lời của ông Robert Wood, là phụ tá cho đại sứ của Mỹ ở tại Liên Hợp Quốc. Đại sứ của Mỹ là bà Linda Thomas Greenfield, còn phụ tá đây là ông Robert Wood, đã tuyên bố nếu Palestine muốn trở thành một quốc gia thì Palestine phải có một sự thỏa thuận với Israel trước. Israel đồng ý thì mới thông qua, còn không chúng tôi phủ quyết, và Mỹ đã phủ quyết. Dầu rằng Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hầu như là 14-0, tức là 14 đồng ý, Mỹ vẫn phủ quyết. Đó là lập trường tôi cho rằng là không có ngay thẳng của Mỹ, rất là lương lẹo, rất là lưu manh. Thế Palestine rất là thất vọng vì sự phủ quyết đó của Mỹ. Bây giờ đó, Palestine ngày thứ 6 cũng đã yêu cầu là phải họp lại. Thì có thể kỳ này Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng bàn về vấn đề Palestine xin gia nhập trở thành một quốc gia. Và Mỹ kỳ này thì rõ ràng lắm rồi, sau khi mà Iran đã tấn công vào trong lãnh thổ của Israel bằng những chiếc máy bay không người lái và các tên lửa đó, thì Mỹ nói rằng Palestine sẽ bị phủ quyết, nếu mà Israel không đồng ý thì sẽ bị phủ quyết. Không có một quốc gia Palestine nếu mà Israel không đồng hành. Phải là sự đồng thuận của Israel thì mới chấp thuận được. Điều này có nghĩa là không, đối với Palestine không thể nào trở thành một quốc gia độc lập được. Vì Thủ tướng Benjamin Netanyahu liên tục từ trước tới giờ đã khẳng định là không thể nào thành lập quốc gia Palestine. Israel có những mục tiêu mà ông đã nêu lên rồi, 3 mục tiêu. Thứ nhất là Gaza, nơi đây không thể nào là nơi để mà các tổ chức, ông cho rằng là khủng bố, làm bàn đạp để tấn công vào Israel. Thứ hai mà các tổ chức lên nắm quyền, họ gọi là thẩm quyền Palestine, Palestine Authority, thì những tổ chức đó không thể nào có Hamas là một tổ chức khủng bố, hay bất kỳ một tổ chức khủng bố nào thì nhất định là không. Đó là điều thứ hai. Điều thứ ba, trong tương lai thẩm quyền Palestine không được để cho các con em Palestine học hỏi có sự thù hận với dân tộc Israel. Ba điều đó là ba điều không tưởng, nhất là điều thứ ba, khi mà Israel đã gây ra và gieo rắc không biết bao nhiêu là hận thù trong mở ngoặc đóng ngoặc là cuộc tấn công vào Gaza vừa qua, nhất là tấn công ở bên phía Tây Ngạn, và Israel lại tham vọng tuyên bố sáp nhập 400 hectare đất của Palestine vào trong lãnh thổ của họ, thì làm sao mà Palestine có thể làm ngơ được? Nên rõ ràng là Israel không có chủ trương đồng ý cho Palestine trở thành một quốc gia độc lập, mà ở cái vị thế đó Israel mạnh thế hơn nhiều. Từ từ gặm nhấm đất của Palestine, rồi từ từ Palestine sẽ không còn trên bản đồ của thế giới. Palestine giàu không phải là một quốc gia bây giờ, nhưng ít nhất cũng là một nước mà nhiều người chú ý. Đó là nước Palestine. Phải hiểu sự khác biệt giữa một nước và một quốc gia. Tôi đã phân tách rất là nhiều lần rồi. Quốc gia là điều thứ tư được quốc tế công nhận, mà hiện nay quốc tế chưa chịu công nhận Palestine. Vì sao? Vì Mỹ đó, Mỹ phủ quyết đó. Nên đây là một trường hợp rất là đau lòng cho Palestine. Thì Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong tuần này họp khẩn cấp về việc mà Iran tấn công vào Israel, liệu
có suy nghĩ cái sự bất công đối với dân tộc Palestine như thế hay không? Mỹ có cân nhắc chuyện này hay không? Hay chỉ là vì Israel là đồng minh của tôi, Israel là những người Do Thái khắp nơi trên thế giới, họ làm ăn, họ có tiền, họ đóng vào quỹ tranh cử của những vị như là Tổng thống Joseph Biden, thì vì sợ thế lực đó thì Mỹ sẽ phủ quyết không để cho Palestine trở thành một quốc gia, thật là đau lòng. Và những gì mà Mỹ nói là nói theo cái gì đó của bên phía Israel, chứ không phải là vì lẽ phải, vì chính nghĩa của quốc tế. Nên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là sân chơi mà Mỹ làm theo ý của Mỹ nhiều hơn là nói lên tiếng nói của sự công bằng và chính nghĩa. Bởi vậy, theo tôi vẫn cần có những tiếng nói trái chiều như là Nga và Trung Quốc để cân bằng lại sức mạnh của Mỹ, coi như áp đảo trên toàn thế giới về quân sự và áp đảo ở tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng như là Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc luôn. Mỹ muốn thì Palestine sẽ trở thành một quốc gia độc lập. Mỹ không muốn thì là siêu siêu ẩn ẩn như thế để Israel từ từ gặm nhấm Palestine. Nhưng mà Mỹ e ngại Israel mà trả đũa Iran thì sẽ là một chiến tranh khu vực. Để rồi sao? Để rồi là quyền lợi của Mỹ đó. Giá dầu sẽ tăng, giá xăng sẽ tăng, và người Mỹ sẽ không bỏ phiếu cho Tổng thống Joseph Biden vào tháng 11 này. Nên ông e ngại và ông lên tiếng phản đối, phản đối một cách rất là gay gắt. Nên là bây giờ đó, Israel đang xem thử có nên phản đòn hay không. Còn bên phía của Iran, tấn công không có thành công vì sức mạnh áp đảo của Mỹ, của Anh, của Pháp và của lực lượng phòng vệ Israel. Iran đang ở trong sự ức chế tột cùng của Iran. Đó là góc nhìn của tôi. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.